Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Rượu Tu. Thì em là Kiệt. Hôm nay em vừa hoàn thiện xong một chiếc xe. Chiếc này là chiếc Mac GLC 200 nha mọi người. Thì có một cái điểm khác biệt rất là lớn khi mà chúng ta nhìn giữa chiếc xe này ha. Tại vì chiếc xe này đã nâng cấp hoàn toàn được lên một cái bộ body kit của thằng GLC S63. Rất là đẹp luôn mọi người. Thì bây giờ em muốn mọi người lại hình dung lại, xem lại được kỹ cái phần ngoại quan của cái phần body kit này nha. Đó, như mọi người đã thấy ha, body kit thì nguyên cái bộ phía trước này chúng ta sẽ có một cái bộ mic giống như GLC 63 luôn mọi người, rất là đẹp ha. Bao gồm có cái phần lướt gió đó, chạm phía trước nè. Một cái mặt ca lăng như mọi người thấy ha. Một cái mặt ca lăng rất là đẹp luôn. Đó, khi mọi người nguyên bản chiếc xe mà GLC 200 này mọi người có thể nhìn qua tham khảo qua ha. Nó khá là đơn điệu. Khi mà chúng ta nâng cấp lên một cái bộ body kit này rồi á thì điểm nhấn phía trước đầu xe chúng ta nhìn nó rất là đẹp. Phải nói là cực kỳ sang luôn mọi người, rất là sang trọng luôn. Đặc biệt đối với bộ body kit này thì nó khá là nhiều chi tiết nha mọi người. Rất là nhiều chi tiết luôn, mọi người có thể tham khảo qua ha. Thì khi lắp đặt lên chúng ta sẽ lắp đặt là như zin luôn, không có độ chế gì hết. Lắp làm đầy hết tất cả các chi tiết này luôn. Sau đó mình sẽ phối màu và mix màu sơn này cho nó phù hợp với cái xe. Ra một cái form body kit rất là đẹp luôn ha mọi người. Đó, đây là phần phía trước. Phía trước của body kit này, mọi người có thể tham khảo kỹ qua những cái góc cạnh, những cái nét đẹp của nó khi mà chiếc xe chúng ta có thể lên nha. Thì đối với anh em là đang chạy chiếc xe Mac, mình có thể nâng cấp lên GLC 200 nè, GLC 300 nè. Hoàn toàn là mình có thể nâng cấp lên một bộ body kit GLC 63 này nha. Rất là đẹp luôn mọi người. Đó, anh em có thể tham khảo xem kỹ qua cái phần đầu xe này nha. You were my homie, lover, friend. I wanna make up right now, nah, nah. I wanna make up right now, nah, nah. Wish we never broke up right now, nah, nah. Rồi, tiếp tục tuần tự thì mình qua phần phía bên hông nha mọi người. Phía bên hông đối với cái bộ body này nó có luôn cả cái cu lốp này mọi người. Cu lốp này thì đi theo một cái bộ body này thì là cu lốp mỏng nhỏ. Nhìn nó đơn giản nhưng mà rất là tinh tế nha mọi người. Nhìn nó đẹp lắm, nó liền lạc hơn rất là nhiều luôn khi mà chúng ta lên cái body này. Đó, đây là phần cu lốp trước sau luôn nha. Điểm nhấn đặc biệt thêm là anh chủ xe anh quyết định nâng cấp thêm một cái bộ dàn chân nha. Dàn chân của chiếc xe này đó chính là xài cái bộ mâm tam. Như mọi người thấy đây ha, mâm này là màu đen nhám, rất là đẹp luôn ha. Mà mẫu xương cá nè mọi người, tam. Mâm này là thương hiệu đến từ Thái Lan nha mọi người. Kết hợp đó thì anh chủ xe ảnh sơn cái má heo ở đây nè thành màu đỏ thì có một cái điểm nhấn khi chúng ta nhìn bên hông ha, rất là đẹp luôn. Còn nếu anh em nào mà mình có mình đặt được á, mình chơi được hơn á, ok hơn thì chúng ta gắn thêm một cái bộ ốp ở đây, ốp Rambo luôn bằng nhôm CNC hoặc là thay nguyên cả cái má của Rambo luôn thì nó sẽ xịn sò và đẹp hơn rất là nhiều nha mọi người. Thì anh chủ xe quyết định thay luôn cái vỏ mới mọi người, vỏ Michelin luôn nha mọi người, rất đẹp luôn. Đó, đây là phần ngoại gang phía bên hông và về phần chân của chiếc xe Mạc này. Bây giờ em mời mọi người qua phần tiếp theo, những phần phía trên này ha. Thì chiếc xe này á có một vài cái điểm nhấn cái màu thì anh chủ xe anh quyết định mix luôn, đó chính là cái màu trắng và cái màu đen bóng. Thì như mọi người đã thấy đây ha, rất là nhiều chi tiết luôn, em đã sơn thành màu đen bóng rồi. Thì điểm nhấn chiếc xe chúng ta nhìn nó khá là đẹp, khá là ngầu luôn mọi người. Nhìn rất là thể thao luôn mọi người, rất sport ha. Những phần tay nắm cửa nè, những cái phần trên thanh đai nóc nè, những cái viền ở đây nè, chúng ta cho nó thành màu đen bóng luôn thì xe chúng ta nó thể thao, nó đẹp hơn nhiều lắm mọi người. I wanna make up right now, nah, nah. I wanna make up right now, nah, nah. Wish we never broke up right now. I miss how you lie with me. Just wish you could die with me. The one that'll cry with me. Đó,
anh em tham khảo kỹ qua ha. Thì đối với chiếc xe này á, khi mà làm hoàn thiện xong thì anh chủ xe anh kết hợp anh làm thêm một cái gói, đó chính là phủ ceramic để cho chiếc xe của chúng ta nó luôn sáng bóng và nhìn rất là đẹp mọi người, nét căng luôn ha, rất đẹp luôn. Xe này khi mà anh em mà chạy để ngoài nắng á, nhìn nó có hiệu ứng rất là đẹp, sáng lóa hết luôn, cực kỳ sang trọng luôn mọi người ha. Rồi đây là phần phía bên hông và phía trước đầu xe. Bây giờ mời mọi người coi luôn cái phần phía sau xe luôn nha. Đây mọi người, một cái sự kết hợp rất là hài hòa luôn, đó chính là cái màu đen bóng và cái màu chủ đạo của xe là màu trắng. Thì đối với cái phần lip body phía sau này á, cũng đã được sơn đen bóng nha. Sơn đen bóng kết hợp đó là chúng ta sẽ có hai cái bộ Turbo AMG đôi đây. Rất đẹp ha. Mọi người thấy không? Anh em nào đang chạy GLC 200, 300 chúng ta có thể tham khảo cái bộ này. Nâng cấp, lắp đặt plug and play luôn cho chiếc xe của mình. Khi mà lên xe nó sẽ rất là đẹp luôn mọi người. Phải nói là rất là đẹp luôn, nhìn rất là sang luôn mọi người. GLC ha, GLC S63. Kết hợp đó thì những cái điểm mà em cũng đã chia sẻ ha, những cái điểm anh chủ xe quyết định phối cái màu đen thì chúng ta khi mà chúng ta làm đen á, một là chúng ta giữ nguyên dinh luôn, hai nếu mà đã làm đen thì chúng ta làm đen hết thì nhìn chiếc xe nó sang hơn. Ví dụ những cái chữ này ha, những cái chữ GLC, những cái logo này sơn ra cái màu đen bóng thì nhìn nó rất là sang luôn mọi người. Ok, bây giờ em muốn mọi người để cho mọi người xem lại tổng quan cái phần bộ body này nó một cách nó chi tiết nhất nha. Em sẽ quay cho mọi người xem từng cái góc cạnh của cái bộ body này. Ok. Một cái điểm nhấn khá là đặc biệt khi phần phía trong nội thất này anh chủ xe đã nâng cấp lên cho mọi người. Đối với chiếc xe chúng ta hiện tại xe mới thì mọi người nên tham khảo đầu tiên là anh gắn thêm một camera hành trình ha. Đây là anh quyết định gắn một cái camera hành trình của Vietmap, Speedmap M1. Đây là một cái mẫu, một cái model mà xịn sò nhất của thằng Vietmap luôn. Có quay trước sau, có cảnh báo tốc độ rất là đẹp luôn, rất là nét luôn. Anh em có thể tham khảo qua cái bộ camera hành trình này nha. Rồi, cái option thứ hai á, mà anh lên trên xe, mọi người có thể thấy luôn ha. Em có thể lên xe luôn. Đây, mọi người thấy ha. Một cái vô lăng carbon, rất là đẹp ha. Đối với xe chúng ta này, nó xài da bình thường rồi. Khi mà chúng ta nâng cấp lên cái vô lăng carbon á, thì nhìn nó rất là đẹp mọi người. Rất là đẹp luôn ha. Và khi chúng ta cầm nắm nó cảm giác nó sang trọng hơn rất là nhiều. Đó là khi mà chúng ta nâng cấp thêm cái bộ vô lăng carbon này. Rồi cái option thứ ba nữa, như mọi người đã thấy đây nè mọi người. Em có thể đóng cửa này mọi người nhìn dễ hơn ha. Đó chính là nâng cấp cái hệ thống mà đèn LED. Đèn LED loa nè mọi người, như mọi người thấy đó ha. Đó, đèn LED này zin luôn mọi người. Những xe nào mà chưa có này chúng ta có thể lắp đặt thêm, lắp đặt zin hoàn toàn luôn. Đây là sản phẩm zin của thằng Mạc. Chúng ta có thể nâng cấp thêm ha. LED nè, đổi màu qua trên màn hình zin của xe luôn. Đó, như mọi người có thể thấy này ha. Anh đang đổi màu nè. Đó, anh đổi qua màu khác rồi nha. Đây là nguyên cái bộ hệ thống zin của xe nha mọi người. Đó, cho nên là chúng ta lắp đặt rất là lay hết luôn. Rất là ngon luôn. Đặc biệt là nó tăng cái độ sang trọng của chiếc xe Mạc này thêm rất là nhiều luôn. Đó, đây là cái phần chúng ta có thể nâng cấp thêm cái bộ LED nội thất cho chiếc xe Mạc này. Rồi một cái option cuối cùng nữa là ở phần phía trong nội thất này ấy, thì như mọi người đã thấy ha, nguyên bản trên này là trần này anh chủ xe đã quyết định lại bật lại cái trần da lộn. Đó, trần da lộn thì đối với những anh em nào chạy Mạc chúng ta đã biết rồi ha, trần da lộn để gia tăng cho cái phần trần và những cái cột của xe chúng ta nó thẩm mỹ và nó đẳng cấp hơn rất là nhiều luôn. Mọi người có thể tham khảo qua nha. Đây. Đây là một cái phương án, một cái option phải nói là lột xác cho những anh em nào đang chạy chiếc xe Mạc những phiên bản như GLC 200, 300 chúng ta có thể nâng cấp thêm một cái bộ body kit zin hoàn toàn luôn mọi người, lắp đặt hoàn toàn zin luôn. Nhưng mà nó phải nói là khi mà lên xe chúng ta nó rất là đẳng cấp, rất là sang trọng luôn. Và có rất là nhiều cái option ở trong xe mà hoàn toàn là những cái option zin luôn mọi người, mình có thể nâng cấp cho chiếc xe Mạc chúng ta nó thêm phần đẳng cấp cho mọi người. Thì đây là một chiếc xe hôm nay muốn giới thiệu đến mọi người, chiếc GLC 200 nâng cấp lên phiên bản GLC S63. Thì nếu mọi người có nhu cầu và nâng cấp cho cái xe của mình có một phiên bản hoàn hảo như vậy, có thể liên hệ ngay cho em nha. Em là Kiệt, em đến từ Bộ Đồ Ô Tô. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip xe lần sau nha. Xin chào.